những ngày tháng 7 lịch sử là lúc cần sống chậm lại, sâu lắng hơn để chiêm nghiệm về lòng biết ơn, về đức hy sinh, về lẽ sống cống hiến mà các mẹ Việt Nam anh hùng chính là những biểu tượng sống. Chiến tranh kết thúc, không có niềm vui nào bằng ngày đoàn viên, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng mà các con không về nữa. Đã 50 năm kể từ ngày hai con trai lần lượt lên đường ra trận và không trở về, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệu, sinh năm 1922, sống tại thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giờ đây chỉ lặng lẽ gọi các anh về qua những nén nhang. Sinh trong một năm, đi trong một năm là phần hy sinh trong một năm nữa. Thắng hiên lắm, thắng được hiên lắm, thắng được hiên ra đi rồi là hắn nói gì cả. Lửa chiến tranh đã tắt hàng chục năm, đã chôn vùi rất nhiều thứ, nhưng trong mỗi gia đình liệt sĩ đã nằm lại nơi chiến trường thì vẫn còn nguyên đó những ngọn lửa lòng. Người còn sống khóc thương người đã khuất, dường như có những nỗi đau luôn âm ỉ không nguôi. Trên hành trình tri ân của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, chúng tôi đến thôn Đông Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ở đây có một người mẹ 50 năm nay vẫn ôm vết thương lòng, đó là mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm. Năm nay, mẹ Điểm đã 104 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Trong hồi ức của mẹ Điểm, hình bóng người con trai Nguyễn Xuân Khuê vẫn còn vẹn nguyên như khi mẹ tiến lên đường ra trận. Anh hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Trị khi vừa tròn 20 tuổi. Nỗi đau chưa dừng lại, năm 1985, mẹ Điểm lại tiếp tục nhận tin dữ khi con gái Nguyễn Thị Xuân bị dòng lũ cuốn trôi trong lúc đang làm nhiệm vụ ở tuổi 25. Cả hai con của mẹ đều được nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Gắng gượng đứng lên để tiếp tục cuộc sống, mẹ Đỗ Thị Điểm đã được an ủi rất lớn khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nhiều người con khắp mọi miền Tổ quốc. Đóng góp một phần nhỏ của mình vào công tác an sinh xã hội với tinh thần Hà Nội vì cả nước, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng liên tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến những gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trên cả nước có gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng. Đến nay, chỉ còn hơn 4.900 mẹ còn sống. Ở bất cứ địa phương nào, phong trào nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng cũng được đông đảo người dân hưởng ứng. Tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước đều đã được các cá nhân, đơn vị nhận phụng dưỡng thăm nuôi, chăm sóc khi các mẹ ốm đau. Với phương châm con của các mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc thì mẹ trở thành mẹ của tất cả. Từ những cái việc làm như vậy, từ cái ý nghĩa giáo dục như vậy, thì để xác định cho mỗi người dân cũng như là thế hệ trẻ cái ý thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như là giữ gìn cái đảm bảo cái an ninh trật tự, an toàn xã hội để góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế xã hội. Và những cái việc làm này nó được tiến hành thường xuyên, chứ không phải chỉ là nhân một cái dịp nào đó như là dịp 27 tháng 7. Và đây nó dần dần thì nó cũng sẽ trở thành những cái hoạt động mang tính tự nguyện, tự thân, và nó góp phần hình thành những cái nét đẹp văn hóa, hình thành nên cái nhân cách của con người Việt Nam cũng như là của người dân thủ đô Hà Nội, và nhất là đối với thế hệ trẻ. Những ngày tháng 7 lịch sử này, mỗi người con của đất mẹ Việt Nam đều sống chậm lại, sâu lắng hơn để chiêm nghiệm về lòng biết ơn, đức hy sinh, về lẽ sống và sự cống hiến mà các mẹ Việt Nam anh hùng chính là những biểu tượng sống. Từ trong sâu thẳm mỗi người con, những người mẹ nhân hậu, tần tảo, thầm lặng chắt đau thương thành nhựa sống cho đời, dù trong chiến tranh hay trong thời đại hôm nay, luôn là những hình ảnh thân thương và đẹp nhất.